Rồi bây giờ chúng ta đi theo con đường quốc lộ 13 này, Hiệp Bình anh chị ha, Hiệp Bình xong mình đến Tam Bình sau. Cầu Bảy Nhạo là vùng ven tận thường có những cái quán cà phê như thế đó anh chị. Đây là chúng ta đi men theo dòng kênh Rạch Dừa. Đối với con đường này thì nó không có trên bản đồ vậy anh chị ha. Dưỡng mai đó anh chị thấy những cái cây mai không? Mai Tết nè. Cầu Ông Kim. Sunny Doan mến chào anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại anh chị trên kênh Sunny Doan. Trước mặt anh chị đó là cầu Ông Dầu trên quốc lộ 13. Dòng xe đang chạy trên quốc lộ 13 hướng trái là chúng ta về với nhà thờ Fatima cầu Bình Triệu. Bên phải là chúng ta đi ra ngã tư Bình Phước. Theo cái dòng kênh Rạch Dừa của cầu Ông Dầu này hướng thẳng, còn một đoạn ngắn nữa thôi là chúng ta ra dòng sông Sài Gòn ngay chỗ cầu Bình Lợi. Với video clip này vào lúc 10 giờ ngày 10 tháng 11 2022, Sunny cũng muốn mời anh chị chúng ta sẽ khám phá khu vực Hiệp Bình, Tam Bình, Hiệp Bình Chánh thuộc thành phố Thủ Đức ngày hôm nay như thế nào anh chị ha. Và bây giờ chúng ta xuất phát từ đây. Anh chị lên Google Maps search với từ khóa là cầu Ông Dầu quốc lộ 13, nó sẽ ra cái vị trí Sunny. Bây giờ chúng ta quẹo phải nha anh chị, để chúng ta tới với Hiệp Bình và Tam Bình. Để chia sẻ những hình ảnh xóm giềng, đường phố Sài Gòn nói chung và Thủ Đức nói riêng gửi anh chị và các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quẹo phải nha anh chị. Rồi bây giờ chúng ta đi theo con đường quốc lộ 13 này. Nếu mà ngày xưa anh chị đi sông Bé, Thủ Dầu Một, Lái Thiêu, bây giờ là Bình Dương, Bình Phước rồi đó, thì chúng ta đi con đường này, hoặc là chúng ta rời bến xe miền Đông để đi về cái hướng như là Buôn Mê Thuột, Vũng Tàu, Đồng Nai, Đà Lạt, thì chúng ta xe đò cũng rời con đường này anh chị. Con đường này thì được mở rộng sau này. Nếu mà đi đường này thì anh chị nhớ cái xa lộ Đại Hàn anh chị ha. Xa lộ Đại Hàn quẹo phải là cầu Gò Dưa, chợ Sĩ Thủ Đức. Không biết là cái địa danh Hiệp Bình, Tam Bình thì anh chị có bao giờ đi lên đây chưa? Chúng ta cùng đi anh chị. Cũng thú nhận với anh chị là Sunny rất ít khi mà đi lên đây, chỉ đi quốc lộ 13 thường thôi. Còn đi vào những cái khu xóm thì Sunny chưa bao giờ đi anh chị. Dọc hai bên đường quốc lộ thì anh chị thấy những cây xăng, rồi nơi bán xe hơi cũ, xe second hand. Nói chung bây giờ thì bán đủ thứ anh chị. Xăng dầu mấy bữa nay thì cũng ổn định rồi, không còn phải cái cảnh mà hết xăng vân vân nữa. Phúc City, đây là một cái khu dân cư cũng rất là nổi tiếng. Một tí Sunny sẽ mời anh chị chúng ta sẽ đi vào đó anh chị ha. Khu dân cư mang theo dòng sông Sài Gòn rất là đẹp. Xa xa đó là Cần Nhân Hòa. Lâu quá đi con đường này cũng ngơ ngác anh chị. nói chứ làm sao mà không ngơ ngác được. Ở đây là đa số là đường số thôi anh chị. Phường Hiệp Bình Phước, ở đây là thuộc phường Hiệp Bình Phước. Đây ở cái khoảng Cần Nhân Hòa đây nè, một cái thương hiệu cũng rất là nổi tiếng. Ngày xưa thì cái cân thì hoàn toàn khác, bây giờ cân điện tử thôi anh chị, hoặc là cân bằng cơ, cân bàn. Nhớ đến những cái quả cân mà nó có cục tạ đó, cục tạ là có cái cần đưa ra gạt những cái cô chú mà thu mua ve chai dép đứt mũ bể bán không đó, ngày xưa đó. Đường số 6, khu phố 6 để coi xăng là năm nay bữa nay bao nhiêu một lít là gì ha. Một lát Sunny phải đổ xăng, cũng gần hết xăng rồi. 22.750 đồng một lít xăng 95 đó, giá là mới nhất đó anh chị. Không biết như thế nào nhưng mà với tình hình thế giới này, nền kinh tế bị khủng hoảng thì có lẽ theo Sunny đoán có lẽ là xăng sẽ lên. Đây bụi quá. Đường quốc lộ lúc nào cũng xe đông đúc, khói bụi và tiếng ồn. Ở mặt tiền thì anh chị cũng biết là ở mặt tiền để kinh doanh mua bán thôi, chứ mà ở mặt tiền mà ồn ào lắm, nhức đầu nhức óc. Bắt đầu mình sẽ vào cái con đường Hiệp Bình anh chị ha, Hiệp Bình xong mình đến Tam Bình sau. Đây là con đường Hiệp Bình, nếu đi thẳng là ra ngã tư Bình Phước, xa lộ Đại Hàn. Rồi chúng ta quẹo con đường Hiệp Bình. Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Ngày xưa là quận Thủ Đức, bây giờ lên thành phố rồi anh chị. Thành phố Thủ Đức được xác lập bởi 3 quận, 2, 9 và Thủ Đức ngày xưa. Khu vực này là đa số là khu dân cư mới, người nhập cư âm thầm khăn gói đi vào Sài Gòn. Mấy hôm nay là tình hình về những khu công nghiệp thì một số công ty bây giờ không có hàng anh chị, phải nhân viên phải giảm ca, và có những cái công ty 1000 mấy nhân viên phải nghỉ việc, làm khốn đốn biết bao nhiêu người. Tội nhất là những người gắn kết với công ty cả 10 mấy 20 năm nhưng mà bây giờ phải nghỉ việc, lớn tuổi rồi bây giờ người ta đâu có thể kiếm việc khác được. Đa số là công nhân lên đây ở trọ đã khổ rồi, kiếm tiền về nuôi con gia đình gửi về quê nhưng mà bây giờ lại thất nghiệp nữa, cuộc sống lại khổ hơn nữa. Có một số người thì ổn định, có công ăn việc làm ổn định thì đỡ, có nhà cửa, nhưng ở trọ khổ lắm người ơi. Thì cũng tội nghiệp những cái doanh nghiệp, đâu có ai muốn là không có hàng, tại vì tình hình kinh tế thế giới khủng hoảng, nên chính vì vậy họ không có đặt hàng, làm sao có hàng mà may mặc gia công, thế thành đành thua ra anh chị. Mà gần Tết nó nhất tới nơi rồi. Cầu Bảy Nhạo, những cái tên rất là lạ, cầu Bảy Nhạo. Thì mấy hôm nay thì nước sông buổi chiều hoặc là buổi sáng nước nó lên rất là cao, thì nó xảy ra hiện tượng ngập úng cho những cái vùng thấp. Bây giờ Sài Gòn anh chị thấy con đường nào mà thấp từ từ ngập quá nâng lên, thế là con đường đang nâng cao trong quá khứ, hiện tại nó bắt đầu là thấp xuống, thế ngập tới ngập lui, ngập tới ngập lui, không biết chừng nào Sài Gòn trở thành một cái quả đồi, đồi núi. Hiệp Bình và chúng ta sẽ đi con đường Tam Bình, đi thẳng là mình về thành Thủ Đức cũ đó anh chị. Và bây giờ mình sẽ quẹo đây Tam Bình. Nhìn đất đai thì anh chị thấy khô cằn, ở đây là những cái cây như là không có cây cổ thụ, những cái cây như là cây trứng cá nhỏ nhỏ thôi. Nhà cửa thì khu vực này là người mới thôi anh chị, người mới người ta về đây ta sinh sống thôi, làm công nhân làm công ty, thế là mua. Con đường Tam Bình, nói với những con đường này xin đi để chia sẻ với anh chị thôi, chứ hoàn toàn là không có kỷ niệm. Đi để mình biết anh chị, đi để xin đi cùng với anh chị biết thêm. Có những con hẻm sâu hung hút tuốt vào bên trong. Một lát Sunny sẽ đi vào cái hẻm ha, một con đường cái hẻm nào đó để chúng ta khám phá cái mảnh đất bên trái hoặc bên phải. Mình đi ngoài đường lớn trước, sau đó chúng ta sẽ đi vào mang vào những con hẻm. Đi như thế để mình có một cái bức tranh nó rõ ràng hơn anh chị. Mấy hôm nay thời tiết Sài Gòn bắt đầu sáng thì nó hơi có sương mù se lạnh, nhưng mà buổi tối bắt đầu là nóng bức rồi. Con đường Tam Bình, để mình quẹo vào con hẻm này làm gì ha. Mình thấy con hẻm này, thôi đi lên trên chút xíu đi. Con hẻm sâu hung hút, nhìn nó đã làm sao đó. Đa số đây là nhà xưởng, nhà cửa thì rất là ít nhà xây kiên cố. giác chúng ta đã đi ra khu vực vùng Thủ Đức. Cà phê Vọng ngủ trưa đó. Là vùng ven bình thường có những cái quán cà phê như thế đó anh chị. Thôi bây giờ đi cái này thì hơi xa, nếu mà đi dài như thế này thì không biết chừng nào mà nó sẽ không có khám phá hết cái khu vực này anh chị. Chúng ta sẽ đi ngược lại. Những con đường thật là bụi bặm. Nhà xưởng cũng rất là nhiều. Đi khu vực này thì xe tải, nhà xưởng xe tải họ chạy cũng rất là nguy hiểm. Thấy con đường nào thì mình quẹo bên phải mình cùng với anh chị ha. Mà nãy giờ mình đi phía ngoài. Rất là vui thực hiện những cái clip này. Đôi khi mình cắt cớ là mình thử đi những con đường này gửi anh chị và các bạn. Mình cứ quẹo qua con đường này đó anh chị ha. Đây chúng ta sẽ đi thẳng vào bên trong. Đây là một cái xóm phía bên trong. Thì khi mà đi vào bên sâu bên trong thì chúng ta sẽ thấy những hàng cây rất là um tùm. Nhà nào cũng có những cái mảnh vườn. Cái dòng kênh nước đen, nói chung là cái nó bốc mùi. Đây là những cái nhà mới người ta phân ra thôi anh chị. Đi thẳng vô kia là cái dòng kênh rồi. Để đi coi. Cái dòng kênh không biết có đi không chị. Đó, cái cảnh dừa nước nè. Rạch Dừa, cái này gọi là Rạch Dừa. Rồi cái này là đường Bích Rợ. Có đường thì chúng ta cứ đi. Thùng quê. Còn đường thôn quê. Đây là chúng ta đi men theo dòng kênh Rạch Dừa. Rạch Dừa là ngay chỗ nó ăn thông ngay chỗ cầu Ông Dầu mới đầu xuất phát á. Và dòng kênh thì nước nó cũng đang thui rồi anh chị. Ô nhiễm nặng. Người ta thì cũng đổ rác ra đó, dòng kênh. Nước đang thui, đen ngoánh thôi. Để nhường cho người ta đi anh chị. Đối với con đường này thì nó không có trên bản đồ rồi anh chị ha. Bắt đầu là chúng ta đi ra đường lớn, nhà cửa ở đây thì hụt sâu. Và đây là trên con đường đáp của máy bay. Đó. Này mình đi ra con đường gì nữa đây? Bữa nay có đi con đường thôn quê quá là thú vị. Đó, hồi ngày xưa chị thấy nước trong veo, trong vắt. Đây là cái cầu gì? Đường Hiệp Bình. Đi ra đường Hiệp Bình. Đi ra con đường Hiệp Bình. Và thử mình qua bên kia mình khám phá đường Hiệp Bình. Hồi nãy mình quẹo vô đó anh chị. Qua bên kia mình khám phá coi có con đường nào nó men theo dòng kênh nữa không anh chị ha. Đó, cái xóm bên trong á, ở ngoài như thế mà xóm bên trong thì rẫy vườn cũng rất là nhiều anh chị. Xe ở đây cũng rất là đông. Để xin đi từ từ nhé. Ở ngoài thì mình thấy nhà cửa rất là khang trang. Rồi ở đây mình có con hẻm nè. Để mình con đường số 1 để mình đi ra cái dòng kênh tiếp tục. Hôm nay ở dưới như ngày 16, 17 gì đó người ta cúng xe. Nhà cửa ở đây thì khang trang quá mà. Khu vực dòng kênh. Đó, dòng kênh ở đây thì người ta làm cái khoảng sân ra, mình không có đi được. khu vực này đúng là cái khu vực mà ngày xưa mà anh chị nhớ Hiệp Bình Chánh mà anh ta trồng mai đó, dưỡng mai đó, anh chị thấy những cái cây mai không? Mai Tết nè, Tết người ta sẽ đem ra, người ta buôn bán. Đây là một cái khoảng sân, người ta dưỡng mai nè, quá trời những cái cây mai rất là to, rất là đẹp. Cái này bích lối rồi. Thôi chúng ta đi ra những cái mai Tết nè. Chỉ còn khoảng đâu tháng 11, tháng 12, còn 2 tháng nữa thôi anh chị là Tết rồi. Đó, những cây mai bây giờ người ta cũng chưa tỉa đâu, tỉa lá. Ngày xưa cái khu vực này đất trống rất là nhiều và người ta có những cây mai, có những cái sân người ta dưỡng mai hoặc là người ta chăm sóc mai, uốn éo. Rồi người ta đem ra chợ người ta bán hoặc là dưỡng cho người ta, cuối năm thì đem lại nhà người ta lấy tiền công. Đây là con đường mang tên gì để chia sẻ với anh chị, tất nhiên là đường mới rồi, đường B gì đó, 46 đường B Trưng Trắc. Đối với những cái khu vực này đó anh chị thì cái dòng kênh thì nó không có một con đường mang theo dòng kênh giống như cái khu vực hồi nãy, chỉ đâm vào coi như là nó chỉ có một bờ rào. Đường B Trưng Trắc, phường Hiệp Bình Chánh. Mình sẽ quẹo qua trong đây khu vực này anh chị ha, để coi cái khu vực dân cư ở đây như thế nào. Cái khu vực này thì có vẻ mát mẻ, cây cối thì nó nhiều hơn so với con đường Tam Bình hồi nãy. Nhưng mà hồi nãy có con đường D mang theo Rạch Dừa anh chị, rất là hay, tạo chúng ta cảm giác giống như nó hơi hồi hộp đi vào bên trong một cái thôn quê nào đó. Đây là một cái đây là một cái xóm nhà giàu anh chị, xóm nhà giàu, biệt thự to không, và đây vẫn còn những cái nhà lá, những cái mảnh vườn. Cửa thư giữ không, giàu thì người ta cũng rất là giàu anh chị, nghèo thì ôi thôi, nghèo rớt mồng tơi. Sẽ đi thẳng xuống dưới để coi mình sẽ đi về đâu. Đây là con đường số 8. Đây là những khu vực dân cư mới thôi. Hỏi thiệt anh chị có bao giờ đi trong cái khu vực này chưa? Sunny thì đi một lần. Khu dân cư Sông Đà. Đây là khu dân cư Sông Đà và mình nghe men theo một con đường này, theo cái dòng kênh nè anh chị, rạch dừa đó, vẫn những cây dừa. Bên phải là cái dòng kênh. Một số người ta tận dụng, người ta mảnh đất trống đối diện người ta làm một cái vườn rau. Cầu Ông Kim. Ở đây là người ta trồng mai thì nhiều. Dọc theo dòng kênh thì người ta có những quán nhậu. Ngồi đó nhậu là hết dòng kênh. nó có mùi, bốc mùi đó anh chị. Nước lên thì nó dù sao nó cũng đỡ. Đây là chúng ta sẽ đi vào những con hẻm. Ở đó người ta trồng mai, là nguyên một cái vườn, khu vực vườn mai. Với con đường này thì Sunny cũng hơi bí rồi anh chị, hơi bí lối rồi đó. Không biết chúng ta đi đâu. Để chụp quẹo lại. Đi những con đường nhỏ này thích hơn nè. Mấy hôm nay thì cái việc mà buôn bán nhà cửa thì dán rất là nhiều, đi đâu cũng thấy dán càng ngày càng đậm đặc. Lý do là một số nhà đầu tư họ dựa vào vay tiền ngân hàng, thế họ mua đất, lãi suất bây giờ cao quá rồi chịu không nổi phải bán, chứ không là phá sản. Nên chính vậy nó xảy ra một cái tình trạng là nhà đều bắt đầu đang bán nè. Đây cái dòng kênh nữa nè. Đây là chúng ta đi những con đường vô định nha anh chị ha. Vô định cũng chưa biết xác định là mình sẽ đi đâu và mình đang ở vị trí nào. Chỉ biết là ở Thủ Đức, men theo cái rạch dừa thôi. Đó, cái rạch dừa đó anh chị. Bên đây đường nhựa rồi, bê tông, còn bên kia đường đất. Cứ dài hùng húc như thế. Bên đây đường bê tông, tại sao mà anh đi đường đất? Nhà bán, ôi thôi treo bạn nhà bán quá trời. Đi thêm một đoạn nữa anh chị ha. Nơi thu mua về chài. Cái này bịch lối rồi. Vườn người ta anh chị, vườn mai người ta kìa. Đức của anh Đức quá rộng rồi. À bây giờ ngõ này ngõ cụt rồi anh chị ơi. Quẹo ra thôi. Vườn mai à. Rồi Sunny cũng rất là vui thực hiện các clip này thật dài để anh chị mang theo cái Rạch Dừa hay chỗ cầu Ông Dầu đi Bình Phước và Tam Bình, được Hiệp Phước chứ, đường Hiệp Phước và Tam Bình để anh chia sẻ với anh chị Thủ Đức, một cái khu dân cư mới mang theo cái Rạch Dừa ngày hôm nay như thế nào. Sunny thân ái mến chào anh chị và các bạn, rất là vui mời anh chị đi lang thang. Hy vọng rằng anh chị sẽ xác định bằng cách là ngay chỗ cầu Ông Dầu quốc lộ 13 để là chúng ta đi con đường Tam Bình mang theo cái Rạch Dừa, thì anh chị sẽ hiểu khu vực này nó như thế nào. Với dân cư thì rất là đông đúc, tất nhiên nó có cạnh này cạnh kia anh chị ha. Những căn nhà lụp xụp mang theo một cái rạch ô nhiễm nặng, và có những cái khu dân cư nhà cửa rất là khang trang. Đó là cuộc sống Sài Gòn ngày nay. Rồi thân ái mến chào anh chị, hẹn gặp lại trong những cái clip lang thang tiếp theo của Sunny Doan. Bye bye, hẹn gặp lại trong video sau.